hàng trăm lính thủy quân lục chiến được điều động kèm với cả vũ khí hạng nặng. Súng nổ liên hồi trong đêm và hơn 3.200 người bị mắc kẹt. Đó là tất cả những sự hỗn loạn mà chính phủ Pháp đang phải đối mặt. Tình trạng biểu tình, hỗn loạn và thậm chí là bạo loạn cũng như xung đột đang nổ ra tại một nơi cách Pháp tới 16.000 km, khiến chính phủ Pháp phải đau đầu để tìm cách giải quyết. Có thể nói rằng 6 tháng đầu năm 2024 là quãng thời gian vô cùng khó khăn và đầy bất ổn với nước Pháp, với phần lớn thời gian họ dành để giải quyết tình trạng bất ổn, biểu tình và bạo loạn. Suốt tháng 1 và phần lớn thời gian của tháng 2, tháng 3, chính giới Pháp đã phải đau đầu giải quyết các cuộc biểu tình và bạo loạn của nông dân cũng như người dân trong nước. Cho tới giữa tháng 5 vừa qua, một cơn sóng bạo loạn khác đã ập tới với nước Pháp và tình trạng căng thẳng tới mức họ phải điều động cả lính thủy quân lục chiến với những vũ khí hạng nặng để can thiệp. Pháp đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 12 ngày kể từ ngày 15 tháng 5 trên lãnh thổ hải ngoại New Caledonia của nước này sau khi các cuộc bạo loạn nổ ra khiến 4 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Nguyên nhân của tất cả chuyện này bắt nguồn từ một dự luật vừa mới được Quốc hội Pháp thông qua. Song, câu hỏi đặt ra ở đây đó là tại sao một vùng lãnh thổ ở Thái Bình Dương lại bùng phát bạo loạn vì một dự luật được bỏ phiếu cách đó 16.000 km? Chào mừng đến với Battle Cry Khám Phá. Bạo lực nghiêm trọng nhất trong 30 năm qua. Nguyên nhân của cuộc bạo loạn này bắt nguồn từ một dự luật được họp tại Paris để quyết định số phận chính trị của một vùng đất ở tận Thái Bình Dương, cách đó hơn 16.000 km. New Caledonia là một hòn đảo nằm trên Thái Bình Dương, nằm gần với Australia, Fiji và Vanuatu. Hòn đảo này thì có diện tích là hơn 18.000 km2 với dân số là gần 270.000 người. Trong quá trình thực dân hóa và xâm chiếm thuộc địa, New Caledonia cũng như nhiều vùng đất khác và những quốc gia có chủ quyền khác đã trở thành thuộc địa của Pháp từ năm 1853. Sau nhiều thập kỷ với những sự biến đổi của thế giới, hòn đảo này từ thân phận thuộc địa giờ đây đã trở thành vùng lãnh thổ bán tự trị của Pháp. Trong quá khứ, làn sóng bất bình vì bị phân biệt đối xử đã lan rộng trong lòng người dân bản địa New Caledonia. Nhiều cuộc bạo loạn dữ dội đã diễn ra trên hòn đảo này trong những năm 1980. Và những điều này buộc Paris phải đồng ý ký kết Hiệp định Noumea vào năm 1998 với lời hứa là trao thêm quyền tự quyết chính trị cho cộng đồng người Kanak. Đây là những người bản xứ tại New Caledonia. Mặc dù vậy, thì trong những năm vừa qua, New Caledonia đã tổ chức nhiều cuộc trưng cầu dân ý vào các năm 2018, 2020 và 2021 về việc có tách khỏi Pháp hay không. Thế nhưng, kết quả của tất cả những cuộc trưng cầu dân ý này vẫn là ở lại Pháp. Thế nhưng mà phong trào độc lập ở đây thì vẫn vô cùng mạnh mẽ. Và mới đây, dường như nhận thấy rằng nếu để cho những người Kanak có thêm nhiều quyền hơn thì vị thế cai trị của họ có thể sẽ bị lung lay. Chính quyền Pháp đã đi một nước cờ nhằm siết chặt vòng kiểm soát với người dân tại đây hơn. Hạ viện Pháp mới đây đã biểu quyết thông qua dự luật cho phép những người Pháp sống tại New Caledonia trên 10 năm có thể tham gia bầu cử địa phương tại vùng lãnh thổ này. Vốn dĩ, cộng đồng người Kanak ở đây đã chiếm chưa tới một nửa lượng phiếu bầu, cụ thể là 46%. Nếu giờ đây lại có thêm một lượng lớn người Pháp nữa được quyền bỏ phiếu để bầu ra các vị lãnh đạo, thì chắc chắn quyền lợi và tiếng nói của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và thế là, như một giọt nước tràn ly, tất cả đã đổ ra đường, đốt phá và phản đối dữ dội dự luật này. Bạo loạn bắt đầu nổ ra tại Noumea từ ngày 13 tháng 5. Những người biểu tình đã cướp phá và đốt cháy nhiều cửa hàng, hiệu thuốc cũng như trạm xăng. Lập tức, chỉ 2 ngày sau, tức là ngày 15 tháng 5, 1.800 cảnh sát và hiến binh đã có mặt tại New Caledonia cũng như 500 cảnh sát nữa sẽ được bổ sung trong vài ngày tới. Tất cả nhằm trấn áp đoàn người nổi dậy. Pháp cũng chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp. Điều này sẽ giúp cho chính quyền tại đây có thể áp đặt các hạn chế di chuyển, tiến hành quản thúc và khám xét tại gia. Tính đến ngày 17 tháng 5, đã có ít nhất là 5 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, trong đó có tới hơn 60 cảnh sát, khoảng 200 phần tử bạo loạn đã bị bắt giữ. Bước sang ngày 18 tháng 5, bạo loạn tiếp tục diễn biến phức tạp. Ít nhất đã có thêm 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ bạo lực mới nhất diễn ra trên đảo. Các cuộc bạo loạn nghiêm trọng đã bước sang ngày thứ 3, với các cuộc đụng độ vũ trang giữa người biểu tình, dân quân với cảnh sát,
cũng như các vụ phóng hỏa các tòa nhà và những xe hơi ở thủ đô. Nhiều video trên mạng xã hội cho thấy những đám khói đen dày đặc bao phủ toàn thủ đô. Những hình ảnh cho thấy ô tô bị đốt cháy trên đường phố, cũng như các cửa hàng bị phá hoại hay cướp bóc. Tại thủ đô Nomia, chính quyền áp đặt lệnh giới nghiêm và đóng cửa sân bay chính, đồng thời cũng cấm tụ tập nơi công cộng, cấm mang theo vũ khí và cấm bán rượu. Trước diễn biến vô cùng phức tạp này, ngay trong ngày 18 tháng 5, hàng trăm lính thủy đánh bộ Pháp với trang bị hạng nặng và lực lượng hiến binh đã được điều động để tuần tra thủ phủ Nomia, New Caledonia. Nhiều xe cộ và các tòa nhà trên địa bàn bị đốt cháy trong lúc lực lượng chống bạo động của Pháp đang tìm cách tái khẳng định quyền kiểm soát của chính phủ. Người dân địa phương cho biết rằng họ đã nghe thấy tiếng súng nổ liên tiếp, nghe thấy tiếng trực thăng và cả những vụ nổ lớn trong đêm. Dường như là những bình ga nổ tung bên trong những tòa nhà bị đốt cháy. Nhiều người tại Caledonia đã mô tả rằng họ đã chứng kiến bạo lực ở quy mô lớn chưa từng thấy trong suốt 30 năm qua. Và giai đoạn 30 năm hòa bình có lẽ đã chính thức kết thúc. Trải nghiệm tóc nam hoàn toàn mới, xóa tan mệt mỏi công việc tại 30 size. Combo cắt gội 10 bước, đồng giá cả tuần chỉ 120k. Dịch vụ đẳng cấp, công nghệ đỉnh cao, combo cắt gội 10 bước chỉ 120k. Giọt nước tràn ly. Như đã nói ở trên, các cuộc biểu tình bắt đầu hôm 13 tháng 5 với đối tượng tham gia hầu hết là giới trẻ nhằm phản đối một cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Pháp ở cách đó 16.000 km, đề xuất sửa đổi hiến pháp New Caledonia để cho phép cư dân Pháp sống ở New Caledonia từ 10 năm trở lên có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp tỉnh. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi các nghị sĩ Pháp đã thông qua dự luật này vào hôm 14 tháng 5. Tuy nhiên, sự việc sở dĩ nghiêm trọng như vậy bởi nó được ví giống như là một giọt nước tràn ly sau nhiều căng thẳng chính trị vốn đã âm ỉ trong nhiều năm giữa cộng đồng người Kanak bản địa, phần lớn ủng hộ độc lập của hòn đảo và từ lâu phản đối sự cai trị của người Pháp với những người cư dân gốc Pháp vốn không ủng hộ cắt đứt quan hệ với quê hương của họ. Người Kanak phản đối cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Pháp không chỉ bởi họ lo ngại về việc tăng quyền bầu cử cho người gốc Pháp sẽ làm giảm quyền tự quyết của người dân bản địa Kanak, mà còn bởi dự luật này được quyết định ở Paris, trong khi họ thì không hề được hỏi ý kiến. Những người dân ở đây cho rằng họ cần phải trở thành một phần trong cuộc đàm phán đó. Những thay đổi hiến pháp được đề xuất sẽ bổ sung thêm hàng ngàn cử tri vào danh sách đi bầu cử ở New Caledonia, vốn chưa được cập nhật kể từ cuối những năm 1990. Các nhóm ủng hộ độc lập cho rằng những thay đổi kiểu này là nỗ lực của Pháp nhằm củng cố quyền cai trị của họ với quần đảo này. Nằm ở phía Nam Thái Bình Dương, với các quốc gia láng giềng như Australia, Fiji và Vanuatu, New Caledonia là một lãnh thổ bán tự trị của Pháp, một trong hàng chục lãnh thổ hiện vẫn thuộc chủ quyền của Pháp, nằm rải rác khắp Thái Bình Dương, vùng biển Caribe và vùng Ấn Độ Dương. New Caledonia là khu vực khai thác Niken lớn thứ 3 thế giới, và những người dân tại đây đã phải hứng chịu cuộc khủng hoảng liên quan tới lĩnh vực này, với 1/5 số người sống dưới ngưỡng nghèo khổ. Và có lẽ giờ đây, họ không thể chịu khổ thêm được nữa. Pháp thì nắm quyền kiểm soát New Caledonia vào năm 1853. Sau đó thì người da trắng gốc Pháp và những người Kanak bản địa đã cùng sinh sống tại đây. Những người Kanak đã phải sống trong tình trạng phân biệt rất khắc nghiệt, tỷ lệ nghèo đói và thất nghiệp rất cao. Và bạo lực bùng nổ kể từ những năm 1980. Nó đã mở đường cho Hiệp định Nomia vào năm 1998. Với một lời hứa của những người Pháp là sẽ trao quyền tự chủ chính trị lớn hơn cho cộng đồng người Kanak, đồng thời đặt ra thời hạn tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập cho New Caledonia vào khoảng thời gian từ 2014 đến 2019. Và có rất nhiều cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức trong các năm 2018, 2020 và 2021 như một phần của thỏa thuận mang lại cho những cử tri tại New Caledonia quyền lựa chọn ly khai khỏi Pháp. Thế nhưng các cuộc bỏ phiếu này đều thất bại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi một lá thư tới các nhà lãnh đạo chính trị ở New Caledonia, kêu gọi họ hãy lên án tất cả những hành vi bạo lực và mời tất cả những lãnh đạo đó đối thoại với ông tại Paris. Trước tình hình trên, cả Australia và New Zealand cũng đang lo lắng không thôi và chẳng thể nào ngồi yên. Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nói rằng tình hình bạo loạn đang gây lo ngại nghiêm trọng trên toàn khu vực Thái Bình Dương.
Còn Ngoại trưởng Australia Penny Wong thì kêu gọi các bên bình tĩnh, thúc đẩy trao đổi, đồng thời khuyên người dân Australia nên cân nhắc việc di chuyển tới thành phố Noumea ở New Caledonia. Trong bối cảnh này, Nga, một đối thủ của Pháp nói riêng và của khối EU nói chung, cũng đã không bỏ lỡ thời cơ để xía thêm vào nỗi đau của Pháp và tập trung chỉ trích vào những di sản thực dân của người Pháp. Hay nói thẳng ra là tình trạng bóc lột thuộc địa vẫn còn tồn tại. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Zakharova cho biết lập trường của Nga: cuộc khủng hoảng ở New Caledonia là kết quả của những nỗ lực phi thực dân hóa vẫn chưa hoàn chỉnh của Pháp. Đây là một sự xác nhận cho thấy rằng chính sách của Pháp đối với những thuộc địa cũ, giờ đây họ gọi là lãnh thổ hải ngoại, đang đi vào bế tắc. Rõ ràng, những sự kiện bi thảm ở New Caledonia là kết quả của những mâu thuẫn lâu dài, khi mà người Canuck, cư dân bản địa, chiếm khoảng hơn 40% tổng dân số tại New Caledonia, đang ngày càng không hài lòng với những tình hình diễn ra. Trong thời gian gần đây, chính quyền của Tổng thống Macron đang thúc đẩy chuyển hướng quan tâm sang khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và không ngừng nhấn mạnh rằng Pháp là một cường quốc ở Thái Bình Dương, khi Trung Quốc và Mỹ đang tăng cường sự hiện diện trong các cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng ở khu vực chiến lược quan trọng này. New Caledonia, một vùng lãnh thổ hải ngoại quan trọng với tiềm năng khoáng sản cực lớn, là trung tâm của kế hoạch này. Chính vì vậy, cuộc khủng hoảng ở New Caledonia sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới chính sách của Pháp, cũng như tới nỗ lực tái đắc cử của Tổng thống Macron trong cuộc bầu cử sắp tới.